Dạ, kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú và các bạn. Rất cảm ơn quý cô chú đã luôn đồng hành ủng hộ kênh cũng như ủng hộ các anh em nhà vườn trong thời gian vừa qua. Hôm nay thì con ghé lại vườn chị Huy giới thiệu đến quý chú một clip mới và đặc biệt nhiều cây mới trong vườn của chị nữa ha. Hôm nay cây cũng khá độc đáo quý chú, nhiều cây đẹp, bonsai đẹp, cây ăn trái. Đó thì trước mắt là me nè, nguyệt quế nè, một cây nguyệt quế tông cao và đặc biệt có cây lài rất đẹp luôn nè. Thì mời quý chú cùng gặp lại chị Huy ha. Dạ rồi, em chào chị. Dạ em chào anh, em mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây ha. Hôm nay Bonsai Huy Hoàng em tiếp tục giao lưu cùng quý cô chú anh chị. Hôm nay em có một số loại cây như là lài nè, nguyệt quế, rồi me, rồi ổi, cần thăng, linh sam, mai chiếu thủy hết cô chú anh chị. Thì cũng khoảng 10 mặt hàng để cho cô chú anh chị lựa chọn. Số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ với em là 0939081082. Em ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Dạ rồi. Dạ đây để em giới thiệu cây đầu clip nhà của nhà em ngày hôm nay cho cô chú anh chị tham khảo luôn ha. Thì đầu clip hôm nay em có được một cây lài của cô chú anh chị. Đây là lài cánh kép nè. Đó thì mã này là mã 1C ha. Cây đang ôm nụ rất là nhiều luôn của cô chú anh chị. Đó, dáng đẹp rồi cô chú anh chị ha. Mỗi đọt mỗi nụ chị ha. Dạ. Đó, nó đang nụ nhiều lắm. Cái này về nhà cô chú anh chị sẽ nở hoa luôn á. Rồi em xin được phép đo thông số đi ạ. Dáng rất là đẹp của cô chú. Cây có chiều cao lên đây được 100 đó cô chú anh chị. Chiều cao 100. Rồi, cái tán dài của cây em đo từ đây qua đây được 100 luôn. Tán dài 100 ha. Cốt cành lớn lắm đó cô chú anh chị. Rồi hoành thân cây nè, hoành thân cây được 17 cm đó cô chú anh chị. Dạ. Đó, 17 cm. Cây có đế nè cô chú anh chị, để em kéo thước dây em đo cái đế luôn đi cô chú anh chị ơi. Đó, đế như thế này đây là được 47 cm nha. Đó, đế xung quanh mặt nào cũng có đế hết. Cây dáng rộng rất là nghệ thuật rồi. Đó. Cây này về làm cây đẹp bằng trà. Hoa đó. Lài. Dạ, hoa lài rất là đẹp. Đây em xây qua đây cho cô chú anh chị nhìn được cái phơm tàn của cây ở trên đi ha. Những cái nút nụ chuẩn bị bung rồi quý chú. Cánh kép vậy ha. Dạ. Dạ. Rồi, mỗi đọt là mỗi hoa luôn, còn ở trong đây là cái dàn xương của cây nè, cốt cành lớn em đã điểm dây hoàn thiện rồi, về cứ tỉa theo cái tàn có chẳng là chơi thôi. Cái này sang chậu là bao đẹp với cô chú anh chị luôn. Thì mã này là mã 1C ha. Cây lài này em giao lưu với cô chú anh chị giá 2,5 triệu. 2,5 triệu em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Cây này khi ship em đóng cái kiện rất là to luôn cô chú anh chị. Tại vì tàn nó dài như thế này đây nè. Đó, em đứng cho cô chú anh chị ước lượng được cái tàn của cây ha. Đó thì chiều cao nãy 1 mét đây nè. Rồi cái tàn thì cũng đã hơn 1 mét rồi, em nói có 1 mét thôi cô chú anh chị. Đó, cái thân ở đây nè, rất là liền lạc luôn. Lên đây nó dót đọt lại còn có chút xí thôi ạ. Dạ rồi. Dạ, cây dữ lắm cái rồi ạ. Cái đường cong rất là dễ thương. Dạ, tiếp tục chị ha. Dạ rồi, em xin phép đổi cây nha cô chú anh chị. Em sang mã 2C. 2C thì em có được một cây nguyệt quế nè cô chú anh chị. Nguyệt quế này dáng văn nhân ha. Đó, cô chú anh chị chơi cây cũng biết rồi ha. Có nhiều cây nguyệt nhưng mà cô chú anh chị tìm được một cây nguyệt dáng văn nhân như vậy thì cũng lâu lắm đó cô chú anh chị. Đặc biệt là thân nó to nữa. Em xin được phép đo thông số đi ạ. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 104 đó cô chú anh chị. Chiều cao 104 ha. Rồi cái tán dài của cây em đo từ miếng này qua miếng này được 100 luôn đó cô chú anh chị. Cái cành gớt thôi, em đo cái cành gớt từ đây ra đây là được 60 cm nè. Đó. 60 chú ha, cốt cành. Rồi hoành thân của cây đó cô chú anh chị. Dạ, hoành thân của cây là ngay 33, em tính 32 thôi ạ. Dạ. Đó. Rồi cây có đế luôn cô chú anh chị ơi. Cây nguyệt này là thân to mà có đế luôn. Rồi đặc biệt là có cái cành gớt rất là duyên ha. Rồi tổng hoành đế em kéo thước dây như thế này đây nha cô chú anh chị. Là được 95 đó cô chú anh chị. Dạ rồi, đây, đế 95 này mặt nào cũng có đế hết trơn luôn. Đế đều bốn mặt luôn nè cô chú anh chị tham khảo ha. Cây nguyệt dáng văn nhân, thân nó giống như sơ ri vậy cô chú anh chị. Nó dặn nè. Đó. Này, cốt cành ở đây là lớn nè. Rồi dạ. Ở đây nè cô chú anh chị nó có bị chóp da ngay phần này nè. Đó, nó nguyệt cô chú anh chị yên tâm đi, nó không có vấn đề gì đâu ha. Mình chơi lũa cũng đẹp mà cái cốt ở đây là to nè. Đó, cốt nào cũng to hết trơn luôn. Đây, em xây một vòng nữa cho cô chú anh chị nhìn cho rõ được cái cây ha. Thì mã này mã 2C cô chú anh chị. Cây nguyệt này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 2,6 triệu. 2,6 triệu em ship tầng quắc cho cô chú anh chị luôn. Đó. Một cái cây to như thế này mà 2,6 triệu thôi chị hả? Dạ đúng rồi anh, 2,6 triệu ship tầm quắc luôn. Cái này ship đóng cái kiện to đụng luôn. Tiền ship cũng mấy trăm ngàn rồi đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà cần nguyệt thì mua cây này nè cô chú anh chị, vừa đẹp mà vừa rẻ nữa. Em đã bao ship cho mình luôn rồi ạ. Dạ, cực kỳ dễ chơi ha chú xem ủng hộ cho chị Huy ha.
mình đăng ký kênh luôn để tiếp tục theo dõi nhiều clip mới của chị ha, nhiều cây đẹp lắm đó, đế đẹp luôn nè, thân thì sạch sẽ ha, cốt cành lớn hết rồi. 2.6 triệu. Dạ rồi, tiếp tục chị ơi. Dạ rồi, em đổi cây luôn đó cô chú anh chị, em lên mã 3C nè. 3C em có một cây me nữa nè cô chú anh chị, đây là me chua nè. À, cô chú anh chị nhìn cây me nè, cây me mà cái gốc nó chập bả như thế này nè cô chú anh chị ơi, thân to dữ lắm luôn. Em đo thông số trước đi ạ. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 61 ạ. Chiều cao 61 ha. Tán dài của cây á cô chú anh chị, tán dài của cây là được 72 nè. Cây rất là sạch sẽ luôn. Hoành thân của cây em đo từ đây qua đây nha. Hoành thân của cây được 42 luôn cô chú anh chị ha. Cây me thân rất là to luôn. Để coi dưới đây nó có lớn hơn không em báo cho cô chú anh chị gõ luôn. Rồi sát ở dưới đây được 47 cm đó cô chú anh chị. Đây ha, cái gốc me mà được như gì là già lâu năm lắm rồi. Cốt cành thì bằng ngón tay của em nè cô chú anh chị. Cái này không đó. Thích bỏ cái này luôn chú. Lấy cái ở trên này nó có chi cành rồi, kéo nó xuống cái là cây này cũng đẹp luôn. Cây này về cô chú anh chị sang chậu thôi là rất là đẹp luôn. Cái cây me mà thân to già mà cốt lớn như thế này đây nha cô chú anh chị. Đó thì rất là dễ cho trái luôn. Những cây này là ở dưới đất là đã cho trái hết rồi. Cây này là mình lên chậu mình thuần chậu nữa nè cô chú anh chị. Đó cây cũng đã thuần chậu lâu rồi. Cốt lớn mịn tàn ha. Đó. Thì mã này là mã 3C ấy, cô chú anh chị. Cây me này nè em giao lưu với cô chú anh chị giá 3 triệu. 3 triệu em cũng ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Chậu thì em xin được phép rút chậu bó bầu. Thì cô chú anh chị mua cây nhà em cũng biết rồi ha, mấy cây mà chậu xi măng là em sẽ rút chậu bó bầu hết đó nghe cô chú anh chị. Đó cây nó thuần chậu. À, nên cô chú anh chị yên tâm đi, em đóng gói hàng rất là kỹ lưỡng cho cô chú anh chị ha. Này, cây này đẹp lắm cô chú anh chị ơi, đường thân lắc lượng nè. Gọng xe rất là đẹp. Cái gọng nhìn là viên cây luôn, cho nó lồi cái cục đế này ra luôn. Bỏ này luôn, tùy theo mình ha. Cây rất là về mình đẹp. Coi cái tay cành nào hay là cái gì mình không thích mình có quyền lực bỏ lợn nha cô chú anh chị. Đó. 3 triệu bao ship cây me ạ. À. Dạ rồi. Dạ rồi, em đổi cây luôn đó cô chú anh chị. Em sang mã 4C ha. 4C em có một cây kiều hùng nữa nè cô chú anh chị, cây kiều hùng vắng bay. Cây này em lặt lá hết luôn rồi cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị có thể được nhìn được cái dàn cốt cành của cây nè. Ừ, cốt nó to như thế này đây nè. Có nụ nè cô chú anh chị. Cái bông của này là bông của kiều hùng nè. Đó. Bỏ bông nhiều dữ lắm luôn, em lặt bỏ bớt rồi. Rồi em xin được phép đo thông số à. Cây có chiều cao lên đây là được 67 cô chú anh chị. Tổng cái tán dài em đo từ mí này sang mí này là được 87 ha. Còn cái tán ngang thì từ đây qua đây là được 57 á cô chú anh chị. Đó cây này là về nhà cô chú anh chị ra lọc ha. Rồi bông thì nó tự có. Bông nó có quanh năm luôn á cô chú anh chị, bông màu hồng rất là đẹp. Rồi. Rồi hoành thân cây là được 29 nha. Cây dáng trực có cành bay ra như thế này đây ha. Cô chú anh chị về kết hợp chơi tiểu cảnh hay bay sang hồ cá đồ cũng đẹp nữa cô chú anh chị. Thì mã này mã 4C ha. Cây kiều hùng này ngày hôm nay em thanh lý với cô chú anh chị giá 1 triệu đồng. Một triệu đồng em bao ship cho cô. Một triệu thôi hả anh chị? Dạ. Dạ giá bất ngờ luôn cô chú. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Cây mà già như thế này đây cô chú anh chị có 1 triệu mà bao ship cho cô chú anh chị nè. Cái cốt này cô chú anh chị đây nè. Cốt nào cũng rất là lớn luôn. Về dây chỗ nào khuyết cô chú anh chị tháo ra nha. Thì nó có bị chấp da ngay chỗ này nha cô chú anh chị. Thì thân nó giống như là nguyệt quế vậy đó. Nó không có ảnh hưởng gì nhiều ha. Cốt cành này ổn định rồi cho nên mấy cái này không thành vấn đề quá chú. To lắm. Kiều hùng bích có cây to. 1 triệu thôi quý cô chú ơi, giá chị thanh lý cho mình luôn, khuyến mãi. Rồi đổi chị ơi. Rồi em sang mã 5C luôn á cô chú anh chị. 5C em có một cây mai chiếu thủy da đen nữa nè cô chú anh chị. Thì cây này em cũng đã lặt lá cho cô chú anh chị rồi ha. Đó về nhà mình bắt đầu nó ra lọc non á cô chú anh chị, là nó sẽ có bông luôn ạ. À. Em đo thông số đi ạ. À. Rồi cây có chiều cao lên đây là được 57 ạ. À. Cái tán dài của cây á cô chú anh chị là được 65 ha. Chiều cao 57, tán dài 65. Hoành thân em đo ngay chỗ này nghe cô chú anh chị là được 27 ha. Xích lên đây một cái nó đi cô chú anh chị là được 21 nè. Rồi tổng cái đế cô chú anh chị ha. Rồi cây có phần đế là được 62 ạ. À. Đây, cái gọng ở đây gọng chữ C rồi nè cô chú anh chị. Cốt cành ở đây lớn nha. Xương tàn dâm dư gì đều có đầy đủ hết trơn luôn. Nói cái phần kẽm ở trong thân trong tay cành này em đã tháo ra, còn ở phần ngoài ha, về cô chú anh chị mà tháo ra giúp em nó đi là cây nó trở thành cây thành phẩm rồi. Có một cái mặt cắt ngay chỗ này mà nó liền luôn rồi nè cô chú anh chị. Đó là cây này nè, nó đâu còn mặt cắt nữa đâu ạ. Dạ. Thì mã này mã 5C nha cô chú anh chị. Cây mai chiếu thủy này em giao lưu với cô chú anh chị giá 1.800.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Chậu thì em xin được phép cúc chậu bó bầu. Về cô chú anh chị sang vô một cái chậu khác ha. Cây này em bao đẹp với cô chú anh chị nè. Cốt cành về tháo kẽm ra đi là thành phẩm luôn rồi. Mình để gì mình tỉa riết rồi mình chơi thôi.
tỉa từ từ thì nó lên san hô nữa cô chú anh chị ha. Chỉ có 1,8 triệu thôi ạ. Dạ rồi, 1,8 triệu rồi chị ha. Cái này cũng khá độc đáo, nguyên cái cục nu nằm dưới này. Ồ, này nè, cắt cái gà nu bít luôn rồi nè. Dạ rồi. Rồi em xin phép đổi cây ha. Thì cây nào mà cô chú anh chị chưa rõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em ha, kết bạn Zalo với em rồi em sẽ cung cấp hình ảnh thêm cho cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo em lên mã 6C. Bữa nay em cũng còn seri nữa nè cô chú anh chị, thì còn hai cây seri ha. Đây em xin được phép đo thông số đi ạ. Cây seri mã 6C có chiều cao lên đây là được 54 đó cô chú anh chị. Còn cái tán dài đo từ đây qua đây là được 67. Rồi, cái phần thân em đo ngay chỗ này được 9cm đó cô chú anh chị. Rồi, đo xích đến dưới đây một chút thì được 16cm ha. Đó, thì cây có phần đế luôn nè cô chú anh chị. Đó, cây gọng cũng đẹp lắm luôn rồi nè cô chú. Đó, tay cành lớn ha. Sugi mà nuôi được gì là cũng lâu quá cô chú anh chị, mịn tàn dữ lắm luôn rồi nè. Đó, lôi sugi này là có bông có hoa hết rồi hết cô chú anh chị. Như cây này thì cũng đang có bông luôn rồi nè. Đó, nó đang ở đây nó có bông mà. Bông nó ra tự nhiên rồi nữa nó sẽ đậu trái cho cô chú anh chị ha. Đó. Rồi mã này mã 6C á, cây seri này em giao lưu với cô chú anh chị. Với giá là 750. 750 em bao ship cho cô chú anh chị ha. Đó, 750.000 bao ship. Chậu thì xin được phép rút chậu bó bầu ạ. Dạ, 750 thôi. Rút chậu. Rồi. Rồi em đổi cây luôn á cô chú anh chị. Em sang mã 7C nè cô chú anh chị. 7C em còn một cây seri nữa nè. Đó thì được một cặp ha cô chú anh chị, nào mà chốt một cặp thì em sẽ bớt cho mình 100.000. Rồi em đo thông số đi ạ. Rồi cây có chiều cao lên đây là được 57. Cái tán dài của cây của cô chú anh chị là được 60 ha. Rồi. Rồi cái phần thân của cây của cô chú anh chị, phần thân của cây là được 11cm nè. Cây cốt lớn hết luôn. Đó, cây này dáng hơn cũng quái đó cô chú anh chị. Đó cây ha. Giờ mình sang chậu giúp em thôi. Cây bông với trái sẽ tự ra, rất là mịn tàn luôn. Rồi mã 7C ha. Cây này thì 850 á cô chú anh chị, 850.000. Mua hai cây em bớt cho cô chú anh chị 100.000 rồi em bao ship. Rồi chậu xi măng thì em không có ship được ha. Đó. Rồi cây này 850.000 hết cô chú anh chị. Dạ rồi, 850. Cây này quá đẹp luôn. Rồi tiếp tục chị ơi. Rồi em sang cây luôn á cô chú anh chị, em sang mã 8C nè. 8C em có một cây ổi nữa nè cô chú anh chị. Ổi tàu siêu trái ha. Rồi mấy cây nhà em bán á, thì cô chú anh chị về sang chậu đẹp đẹp đi là cây nó sẽ lên giá trị à. Rồi cây này nè, nó đang có trái rất là nhiều luôn. Nè bông nữa nè cô chú anh chị. Bông đang ra nhiều. Bông với trái rất là nhiều luôn. Mấy cái trái này nó chưa có chín được ha. Quá xá bông luôn nè cô chú. Từ bên đây nè cho tới bên đây luôn. Ở trong thân nhiều lắm luôn anh. Đó. Rồi em đo thông số đi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 55 nè. Có cái tán dài em đo từ đây qua đây với cô chú anh chị là được 62 ha. Cây ổi dáng lắc đó cô chú anh chị, đẹp. Rồi hoành thân cây là được 27 luôn đó cô chú anh chị. Em đo sát ở dưới đế đây là được tới 33 nghe cô chú anh chị. Đó, cái thân to này ổi như thế này, đây là thân to nè cô chú anh chị, dáng lắc. Cốt cành cũng lớn luôn á, mịn tàn dữ lắm luôn nè. Em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái dàn tàn của cây nè. Đó, rất là mịn luôn. Còn bông với trái trên cây thì hiện nhiều lắm luôn ha. Mấy trái này nó còn sống, mình chưa có ăn được. Khi nào nó chín á thì cô chú anh chị thử ha. Nó có mùi thơm và nó có vị chua. Bông thì cũng đòn răng rất là nhiều. Thì mã này mã 8C ha. Cây ổi này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 1,6 triệu. 1,6 triệu em bao ship cho cô chú anh chị. Chậu thì em không có ship được, em sẽ rút chậu bó bầu. Đó. Dạ, rồi. 1,6 triệu. Đổi chị ơi. Rồi em sang cây luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã 9C. Linh Sam nữa nè cô chú anh chị ha. Linh Sam song hình. Rồi Linh Sam song hình dáng này là dáng bay á cô chú anh chị. Đó, chậu này là chậu nhựa nha. Cô chú anh chị nào mà chốt cây Linh Sam á thì em sẽ ship luôn chậu cho cô chú anh chị ha. Bữa nay em được một cặp ha. Để em đo thông số đi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 38. Cái tán dài của cây á cô chú anh chị là được 67 nha. Cây mịn tàn cốt lớn lắm luôn á cô chú anh chị. Cốt nụi nụi luôn. Có đế nữa. Em đo cái hoành thân ngay chỗ này đi ạ. Hoành thân ở đây là được 20cm nè cô chú anh chị. Em đo em lúc nào cũng trừ hao nha. Còn đế ở đây là được 50 ha. Đó rồi em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái phần cốt cành của cây bên trong nè. Đó, cốt lớn như thế này đây ha. Đó. Rồi điểm mấy nút dây rồi đó cô chú anh chị. Còn cái tàn nè cô chú anh chị tham khảo nha. Rất là mịn tàn luôn. Thì mã này mã 9C ha. Linh Sam này em giao lưu với cô chú anh chị giá 950. 950.000 bao ship. Thì bữa nay em được một cặp. Đó cô chú anh chị chốt một cặp thì lại bớt thêm cho cô chú anh chị 100.000. Đây là mã 9C ha. Đó. Dạ 9C. Một triệu. Rồi tiếp tục. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị.
Rồi em lên mã 10C này cô chú anh chị. 10C nè. Hai cây rất là giống nhau cô chú anh chị, nên chốt một cặp nha. Rồi vừa rẻ nữa, em lại bớt tiền cho cô chú anh chị nữa. Đó. Rồi để em đo thông số cây này luôn nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 35 nè. Có cái tán dài đây là được 62 với cô chú anh chị. Đó, tàn mịn như lắm luôn, cốt lớn quá ha cô chú anh chị. Rồi em đo cái hoành thân của cây này đi ạ. Hoành thân em đo ngay chỗ này thì được 21 cm ha. Rồi kéo qua đây thì đo đế là được 52 cm nè. Nói chung là dáng dấp rất là giống nhau luôn á cô chú anh chị. Đó, cốt thì mình nhìn được là cô chú anh chị cốt lớn 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 không đệm mấy lần dây rồi. Có lần vô dây này là nghỉ niệm nữa nghe cô chú anh chị. Về tỉa theo tàn có sẵn thôi. Già lá lặt lá, hoa màu tím rất là đẹp luôn. Rồi, mã 10C nghe cô chú anh chị. Cây này giao lưu cô chú anh chị 950 luôn. Mua một cặp bớt 100 ngàn luôn nghe cô chú anh chị. Đó, bao ship luôn. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn hết cô chú anh chị. Đây. Để quá đẹp cô chú. Rồi em sang mã 11C nè. 11C có nguyệt quế nữa nè cô chú anh chị. Đó, còn một cây nguyệt quế lùng nha. Này lá sắn hoa chùm. Nó vừa trải qua một đợt hoa cô chú anh chị. Đó nên đây. Cây có chiều cao lên đây với cô chú anh chị là được 37 nè. Có cái tán dài em đo từ đây qua đây đi được 41 với cô chú anh chị. Cây hoành thân em đo ngay chỗ này được 24. Nở cũ nở đế ra được 36 với cô chú anh chị. Đó. Cây già nè, cũ đế nở ha, thân cũng to. Rồi nguyệt quế lá sắn hoa chùm, mã 11C. Cây này ngày hôm nay giao lưu với cô chú anh chị giá 850 bao ship. Cây này về mua một cái chậu tầm 200-300 ngàn nữa vô là đẹp rồi nè. Tỉa theo cái tàn có sẵn nha cô chú anh chị. Hoa chùm luôn. Thì vì cây này nó đã nở hoa rồi nên cô chú anh chị không thấy được cái lượng hoa trên cây ha. Chớ là nó hoa nhiều lắm mà hoa chùm rất là thơm luôn. Chỉ có 850 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Đây. Dạ rồi, 850. Rồi em đổi cây luôn ha. Em sang mã 12C. 12C cần thăng nè cô chú anh chị. Đó, cần thăng cây này nó có gọng mà nè cô chú anh chị, gọng như gọng chữ C nè. Đó, mình chơi phong thủy ha, cần cù thăng tiến. Rồi để em đo thông số trước đi ạ. Rồi, cây có chiều cao lên đây được 33. Tán dài em đo từ đây qua đây được 44. Rồi, cái phần cũ nghe cô chú anh chị. Phần cũ ở đây là được 36 nè. Đo ngay chỗ cái eo cái thân này được 14 cm ha. Nghiêng một cái cho cô chú anh chị nhìn cái tàn. Đó. Đó. Rồi xong nghe cô chú anh chị, 12C ha, 650 bao ship cho cô chú anh chị nha. Một gốc cần thăng nha. Gốc cũng to có rộng luôn, 650 ngàn, cốt cành lớn nè cô chú anh chị. Đó, 650 bao ship luôn. Mã 12C. Rồi dạ em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em lên mã 13C ha. Đây cần thăng nữa nè cô chú anh chị. Đó thì cái gốc này cũng 650 luôn cô chú anh chị. Gốc này lùng lịch về sang chậu là bao đẹp. Cây có chiều cao đây 25. Tán dài ở đây được 45 thế cô chú anh chị. Mã 13C nè. Cái cũ ở đây được tới 35 luôn. Đây. Rồi cũng 650 ngàn đi cô chú anh chị. Bao ship luôn ha. Đó thì cây bán bao ship. Rồi cho cô chú anh chị luôn. Đó, mịn tàn lắm luôn rồi nè. Em cũng nghiêng cho mình nhìn cho rõ ha. Rồi mua một cặp đi em bớt cô chú anh chị 100 ngàn nữa hết cô chú anh chị. Mã này mã 13C ha. Cần thăng nè. 650 ngàn ạ. 650 ngàn thôi. Đổi luôn chị ha. Rồi em sang cây khác luôn nha cô chú anh chị. Em lên mã khác cho cô chú anh chị lựa chọn nè. Bắt đầu lên linh sam nữa nè cô chú anh chị. Linh sam này là linh sam song hình nè cô chú anh chị. Mã 14C ha. Quá trời cái xương nó đã luôn. Trước hết đó cô chú anh chị tham khảo giùm em cái dàn cốt nè. Cái ngón tay em gì ha, lớn hơn ngón tay của em ha. Là chứng tỏ cây này già nuôi lâu được cắt giật nhiều lần hết cô chú anh chị. Bây giờ là em lặt lá cho cô chú anh chị nhìn được tổng quát được cái dàn xương của cây ha. Em đo thông số đi ạ. Cây có chiều cao lên đây được 33. Cái tán dài của cô chú anh chị em đo từ đây qua đây ha được 55 nè. Đó, như cây linh sam này về cô chú anh chị sang chậu đi em bao đẹp với mình luôn á khi mà nó ra thêm một dàn lá. Rồi hoành thân em đo ở đây được 18 nha cô chú anh chị. Rồi em để thước dây em đây em đo cái đế nha cô chú anh chị. Đế được 33 ha. Thân này 18 đế 33. Cây già da láng lắm luôn, không có bị khuyết điểm lỗi lầm gì hết trơn luôn. Đó nè cô chú anh chị nhìn cái cốt cạnh như thế này đây nha, nuôi cũng tầm mấy năm rồi. Rồi đây là linh sam song hình hết cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với cô chú anh chị giá 850 bao ship cho cô chú anh chị ha. 850 ngàn bao ship. Dạ rồi. Dạ rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 15C nè. Cũng là linh sam song hình nè. Cây này giá cũng 850 bao ship luôn. Cô chú anh chị mua một cặp em bớt cho mình 100 ngàn nha cô chú anh chị. Một cặp là sẽ bớt lại cho cô chú anh chị 100 ngàn. Đó. Cây có chiều cao lên đây là 33. Cái
tán dài em đo từ đây qua đây là được 47 với cô chú anh chị. Như cây này lắc chiên này cô chú anh chị, về sang chậu gọn gọn ha. Hoành thăng ở đây được 16 cm, thăng 16 cm mà đế to cô chú anh chị ơi, đế được tới 39 cm luôn nè. Đế tự nhiên mà giống như đế sắt vậy. Cây nào cũng có đế hết trơn luôn. Đó nè, đó, cô chú anh chị nhìn cốt cành là rất là mê luôn á. Rồi cũng 850 nghe cô chú anh chị. Mã này mã 15C nè, 850.000 em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Linh Sam Song Hinh. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn hết cô chú anh chị. Em sang mã 16 luôn. Em sang mã 16C. Đó thì cây Linh Sam Song Hinh luôn nghe cô chú anh chị. Cây này dáng bay nè. Cây có chiều cao lên đây là được 30. Cái tán dài em đo từ đây là đây đi cô chú anh chị là được 55 ha. Rồi, cái hoành thân của cây nè, hoành thân của cây được ngay 17 á, thì cây nào cũng có đế hết trơn nè. Em hảo đế đây được 37 nha. Đó mịn tàn ha. Thì cây này cốt nó không bằng cây nãy em bán 800 ngàn thôi cô chú anh chị, nhưng mà xương thì là mịn lắm luôn rồi. Đó. So với cây nãy thì cốt nó không bằng thôi, nó không lực bằng nhưng mà dáng cũng đẹp nè. Dạ. Rồi mã 16C 800 ha. Thì mua hai cây em bớt cho cô chú anh chị 100 ngàn, mua hết ba cây em sẽ bớt tiền nữa nghe cô chú anh chị. Đây, mã 16C 800 thôi ạ. À. Rồi quá dễ chơi của chú ơi, thay chậu đẹp là chơi thôi. Rồi em đổi cây luôn nghe cô chú anh chị. Em sang mã 17C. 17C nguyệt quế nữa nè cô chú anh chị. Nguyệt quế lá sắn hoa chùm, tàn thông cô chú anh chị ha. Tàn thông nè. Rồi lá sắn nữa nó có hai chùm chùm luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 62 cô chú anh chị. Rồi cái tán dài em đo từ mí này qua mí này là 66 ha. Cây hoành thân ở đây là được 18 nè. Rồi có phần đế bệt ra như thế này, đây là được tới 50 lần cô chú anh chị. Đó. Rồi mã 17C ha. Cây nguyệt này em giao lưu với cô chú anh chị giá 850, 850 ngàn em bao ship cho mình luôn. Đó. Khi ship thì em cũng rút chậu bó bầu ha. Cây này có hoa màu trắng rất là thơm nha cô chú anh chị. Đó. Nhìn cái tàn là cô chú anh chị thấy nó mịn tàn dữ lắm nè. Cô chú anh chị nào mà cần nguyệt thì mua cặp nguyệt này đi. Mịn tàn lắm, mình để trước cửa nhà mình có hoa quanh năm rồi nó thơm cho cô chú anh chị nữa. Rồi 17C ha, 850 ngàn. Dạ rồi. Rồi em xin phép đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em lên mã 18C nè, cũng là một cây nguyệt nữa nè. Rồi cây này cũng 850 luôn. Mua một cặp em bớt lại 100 ngàn luôn, là còn 1 triệu 6 một cặp ha. Thì bao ship luôn. Hai cây này tiền ship thì cũng tầm mấy trăm ngàn rồi hết cô chú anh chị. Này, cây có chiều cao lên đây là được 66 luôn. Rồi có cái tán dài của cô chú anh chị là được 70 ha. Cây này dáng trực tàn thâm, hoành thân ở đây là được 20 nha cô chú anh chị. Thân 20 mà cây này cũng có đế nữa nè cô chú anh chị. Đế cũng lớn lắm luôn ha. Đó. Rồi thì cây này cũng giá 850 ngàn luôn, cũng là nguyệt quế lá sắn hoa chùm ha. Thì bữa nay em được một cặp cuối clip này nè ha. Cô chú anh chị nào mà cần nguyệt quế thì mua ủng hộ em cặp nguyệt quế này ha cô chú anh chị. Đó. Dạ. Thì đây cũng là mã cuối của bonsai Huy Hoàng nhà em hôm nay luôn hết cô chú anh chị. Em chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem clip nhà em và mua cây ủng hộ em ha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh bonsai Lục Tỉnh miền Tây trong clip sắp tới ạ. Em xin chào ạ. Dạ rồi, con cũng xin chào quý chú. Chúc quý cô chú ngày mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý chú anh chị những clip tiếp theo.